chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Sacha 150 độ tưng bừng với dàn chân là bao chuẩn phong cách Honda. Sacha 150 dòng xe con tay thuộc với nhà của Suzuki. Và nhắc tới hãng xe này thì ai cũng biết từng rất nổi tiếng với dòng con tay hai thì lừng danh một thời. Khi tung ra cái mẫu con tay 4 thì họ lại tiếp tục thành công. Sacha 150 độ tưng bừng với dàn chân là bao chuẩn phong cách của Honda. Ấn tượng sâu sắc mà dòng xe này để lại một cách là cực ngầu, lịch lãm với ki đồng trần hài hòa, làm cho chiếc xe thêm phần liền lạc, tạo ra một cái nhìn là khác lạ, khác biệt hoàn toàn với những dòng xe đang có mặt trên thị trường. Nói về cái phần đồ chơi của mẫu xe độ này, đầy đủ như kính giáp, bình dầu em nhỏ, và điểm nổi bật nhất là sự nổi bật ở dàn đầu trước, cái phần phục upside down hay còn gọi là phục hành trình ngược của MX kế qua, cho xe thêm phần hầm hố khác lạ. Ngoài ra xin nói thêm, muốn lắp được cái phục này xin xi cái chảng ba ở trên mà không quá lỡ mắt với dàn chân của Winner đang hot như hiện nay, cũng được chủ xe trang bị cho chiếc xe của mình với mầm của Winner và gắp sao của Winner, nhìn xe cũng rất là liền lạc. Bánh sau lớn hơn nhìn khá hài hòa với thân hình nhỏ bé của Sacha. Hơi thở của người tiền bối lâu đời bộ của Raider 2006 rất liền lạc và đầy tính sang chảnh với của bộ Titan, cùng một số món đồ chơi nhỏ nhỏ không kể hết đang khoe dáng cùng với người anh em của mình màu xanh hy vọng. Quay trong người độ kiển nhẹ nhàng đẹp rất ngay của làng chơi xe Việt. Chiếc quay 110 độ kiển ở đây đã được một chủ xe tân trang nhẹ nhàng khi trang bị trên mình một số món đồ chơi kiển, làm cho chiếc xe có vẻ ngoài đơn giản, đầy tinh tế và thẩm mỹ. Quay 110 độ kiển nhẹ nhàng ngất ngây của dân chơi xe Việt là dòng xe số phổ thông của nhà sản xuất Honda, xuất hiện khá lâu ở thị trường Việt Nam. Dòng xe này được người tiêu dùng lựa chọn là con ngựa chiến khi sở hữu trên mình vóc dáng thon gọn cũng như cái động cơ là siêu bền. Ngoài người tiêu dùng thì chiếc quay 110 còn nhận được cái sự chú ý của những tài chơi xe. Theo thời gian thì các loại độ dần dần được ra đời, từ nhẹ nhàng đến hố theo phong cách của mọi người, khoác cho mình bộ cánh đầy nổi bật và sự trẻ trung với cái màu đỏ. Phần yên thì gọt lại với kiểu dáng góc cạnh thẩm mỹ. Phần đầu thì nhẹ nhàng với cái tay thắng CR 6 số cùng với kính Kurisuma 851. Cánh trái với cụm công tắc full chức năng với cánh phải và cụm công tắc của Domino. Đồng hồ Casio của Xcenter 210 với cái nền SD hiển thị các chức năng tiện ích. Dàn chân thì mỏng manh nhưng không kém phần cứng cáp, với cái niềng nhôm DD siêu bóng cùng với cam dẹp mạ rơm, đĩa Gaffer hài hòa cùng với helmet zin, dây dầu đến từ thương hiệu Gaffer, bánh lái trước trở nên sang trọng với nền ốc rô ti cực đẹp. Phục này tạo cảm giác êm ái hơn cũng như tăng thêm cái tính thẩm mỹ khi trang bị những món đồ chơi lên xe. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, là kế tiếp nhớ like, share, subscribe.